bấm nút tay trái đầu tiên thì đèn sẽ tự đổi màu. Còn muốn thích màu gì cứ bấm qua tới nút tay trái, nút tay phải bấm đầu tiên máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ đấy nhé. Bấm một cái nữa là phun 3 tiếng. Bấm một cái nữa là phun 6 tiếng. Bấm một cái nữa là on là hết nước cho máy nhé. Hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng tắt hết. Đầu tiên em sẽ test cái độ hết nước tự ngắt trước nha. Hết nước tự ngắt thì đèn này mình xài được, còn hẹn giờ thì máy sẽ tự tắt. Rồi, hết nước thì máy tự ngắt. Rồi khi xài thì mình chế nước lạnh, nước lọc, mình đừng chế nước nóng nha. Chế nước nóng là hiểu nóng máy nó ngắt. Chế càng nhiều nước máy phun càng nhẹ, chế càng ít máy phun càng mạnh. Trung bình nếu mà có lượng tinh dầu thì 100ml thì anh nhỏ khoảng 5 đến 10 giọt tinh dầu tùy theo vòng lớn nhỏ. Rồi chế nước trước nhỏ tinh dầu sau, xong để nắp lại. Nếu mà xài thì mình sẽ, nếu mà xài đèn thì mình bấm nút bên tay trái ha. Nó sẽ có hai nút để quay. Bấm nút tay trái đầu tiên thì đèn sẽ tự đổi màu. Còn muốn thích màu gì cứ bấm qua tới nút tay trái. Nút tay phải bấm đầu tiên máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ đấy nhé. Bấm một cái nữa là phun 3 tiếng. Bấm một cái nữa là phun 6 tiếng. Bấm một cái nữa là on là hết nước cho máy ngắt. Hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng tắt hết. Ví dụ như em để nước ít thì nó phun mạnh, còn để nước nhiều thì máy sẽ phun nhẹ lại. Đổ hàng 3 nước đổ lại thôi chứ mình đừng có đổ tràn máy. Rồi còn nút mít bấm cái nữa tắt máy. Bấm đầu tiên là phun 1 tiếng. Đèn đầu tiên đèn tự đổi màu. Đó hồi nãy anh hỏi đèn sao mà nó không tự đổi màu, tức là anh bấm đầu tiên nó sẽ đổi, nó tự nó chuyển màu này qua màu kia, nó tự nó chuyển. Còn nếu mà anh muốn chọn ngay cái một cái màu để tối anh ngủ anh muốn thích màu gì đó, thì anh cứ bấm nút like này để mình chọn ngay một cái màu đó, mình bấm nào hết thôi, cứ bấm hoài nào hết đèn thôi, bấm đầu tiên lại đèn mới tự đổi màu. Gì được nha. Còn remote đó thì mình sẽ xài, mình sẽ rút cái nắp chặn pin này ra. Nó có cái nắp chặn pin, không xài thì đậy lại để hạn chế hết pin. Khi hết pin thì có thể rút cái nắp này ra để thay pin. Rồi. Pin này ghép với tiệm đồng hồ thì nhiều lắm. Pin dẹp á. Rồi, tắt mở, on off là tắt mở máy. On là mở máy. Quên cách sử dụng cứ vô YouTube cả tạm shop em cũng hướng dẫn chi tiết đó. Rồi nút thêm có cái đồng hồ là hẹn giờ. Rồi nút like là đèn. Ví dụ như nãy bấm nút like trên đó để đổi đèn thì nút like trên đây cũng bấm đổi đèn. Bấm nút like này đầu tiên đèn cũng tự đổi màu. Continue là phun liên tục. Bitmon là phun lớn nhỏ nè, có chế độ phun lớn nhỏ nè, nãy anh cũng hỏi nè. Bấm là nó phun mạnh hơn tí. Đó anh thấy cái lượng khối mạnh hơn tí. Còn cái nút Enter này là phun ngắt quãng. Đây. Ví dụ như để 2/3 nước chế độ phun liên tục thì phun 8 tiếng nha. Khoảng 8 tiếng thì để chế độ phun ngắt quãng thì nhân đôi thời gian lên. Anh em có chế độ phun ngắt quãng là đèn này chớp nha. Rồi, chế độ phun liên tục. Rồi, gì được nha. Nếu mà anh ngưng sử dụng khoảng 50 ngày gì đó thì anh có thể đổ hết nước dùng khăn giấy lau khô bên trong là được ha. Rồi như vậy được ha. Để tắt.